Xin chào mọi người, hôm nay thì tớ sẽ swatch cũng như là review những parasol mà tớ mới mua trong thời gian vừa qua nhé. Bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu luôn với video ngày hôm nay. Màu tớ có trong tay là màu 307 là New Toys. Này là son bóng dạng stain, tớ đã review trong video High End Lipstick lần trước. Son này giúp cho môi mọng và bóng lâu với chút màu bám đều trên môi. Mặc dù vậy thì màu tớ dùng là một màu nude rất là nhạt nên không có độ bám lâu cho lắm. Dòng son Burberry Full Kisses mới ra này có thiết kế thon dài như một cây bút. Chất son nhiều dưỡng rất là mềm, có độ bóng và độ lên màu cao, cảm giác rất là dễ chịu trên môi. Nghe rất là hoàn hảo và mọi người nghĩ là tớ sẽ rất là thích cây son này đúng không ạ? No, thực sự là tớ rất là ghét cây son này, nói chính xác hơn là ghét cái thiết kế của cây son này. Phần son này có thiết kế đầu son trồi cao hơn thân vỏ một đoạn khá là dài ngay từ khi mới mua. Tớ đã rất bất ngờ với thiết kế, phải nói là khá ngu này của Burberry. Nếu mở và đóng son không cẩn thận sẽ đi phăng ngay một mẩu son. Chán hơn nữa là có vẻ do chất son quá mềm hoặc là do thiết kế kém khiến son không được vững. Ngay sau lần đầu mới đánh, son của tớ đã bị nghiêng sang hẳn một bên, chạm vào thành nát bét tuê tuê luôn. Nói chung là tớ cực kỳ thất vọng với thiết kế son dở hơi lần này của Burberry. Mọi người không nên mua cây này, mặc dù chất son đẹp nhưng mà nó rất là dễ gãy, không đáng tiền một chút nào cả. Đây là thỏi Colourpop Dupe của cây Bite màu Sweet Cream trong video trước. Chất son lipstick không có gì đáng bàn, mềm, độ lên màu cao, thiết kế thon gọn rất là dễ đánh. Màu này thì đậm hơn màu Sweet Cream một tẹo và có độ bền màu lâu hơn hẳn. Có lẽ tớ nghĩ là do son Bite được làm từ các nguyên liệu tự nhiên hơn, thế nên là nó dễ trôi hơn. Cây son màu Truffle này là màu nâu caramel với chút tone hồng. Nó khá là tương tự với cây Mac Velvet Teddy vậy. Màu nude này thì thực sự sẽ rất là tone các bạn da nâu hay là da ngăm. Thỏi son kem lì này có chất mềm như kem mousse, rất là dễ tán trên môi. Son khô xuống thành dạng lì khá là nhanh nhưng mà không khiến môi bị khô hay là lộ vẩy như cây Ultra Matte của Colourpop. Thỏi son màu Dohi này là thành phẩm collab của Colourpop và Ingenium. Màu này là màu cam sáng chính hiệu, đúng kiểu màu sắc mùa hè. Tớ thích đánh màu này nhẹ rồi tán đều, trông môi cam phớt rất là xinh. Màu này mà tớ đánh đậm phu môi thì lại không thấy hợp với da của tớ lắm. Tớ nghĩ là bạn nào da trắng thì hợp với đánh dạng phu môi hơn. Chất son này tớ cũng có review một lần rồi, mọi người có thể tìm xem lại sau nhé. Dòng son Milani Amore Matte Lip Cream cũng là một dạng son kem lì. Chất son mềm kém hơn Dose of Colors một tẹo thôi. Màu lên cũng rất là đậm nét và đều ngoại trừ một vài màu đặc biệt. Son có mùi kẹo ngọt như là son của Kylie, thế nên là tớ không thích mùi son này cho lắm. Bù lại thì chất son khá là tốt, mỏng, dễ tán và có độ bền màu khá là lâu. Màu son khá là đa dạng và không kén da cho lắm. Son này khô lại thành dạng lì hơi lâu, thế nên mọi người có thể tán màu một cách dễ dàng nếu như không muốn đánh phun môi. Hai cây son tớ đánh thì màu lên rất là đẹp và không có vấn đề gì ngoại trừ màu tiếp theo. Chất son cây màu đỏ này không đều màu và lỗ chỗ. Nếu muốn lên đúng màu và đều thì phải dặm thêm nhiều lớp. Nhưng làm như vậy thì sẽ khiến son bị khô và lạo dạo thành cục khi ăn hay là chạm phải chất ẩm rất là khó chịu. Màu này có thể lên đậm hơn nữa nếu tớ dặm đều thêm mấy lớp. Mọi người lưu ý tránh mua màu son này vì chất son không ổn định, mặc dù đây là màu đỏ đúng gu tớ thích. Video hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem video cho tới tận cuối. Nếu mọi người thích video này thì đừng quên like và subscribe cho channel của tớ nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào trong các video tiếp theo trên kênh The Makeaholics. Bye bye!